À, vâng, xin chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của HD Audio. Thì hôm nay bên em tiếp tục về được 20 bộ chân loa. Đấy, đây là dòng chân loa Buxell và bằng kim loại. Thì cái này thì nó là bằng sắt. Đấy. Hàng này là hàng nhập khẩu Trung Quốc 100%. Thì hôm nay về có hai mẫu, một là loại 60 phân và loại tiếp theo là loại 70 phân. Đấy. Thì như trước mặt mọi người đây là em đã lắp sẵn lên rồi để quay video cho mọi người xem. Còn đây, đây là cái hộp về thì nó sẽ như thế này. Đấy. Và nếu mà mọi người mua hàng thì bọn em sẽ gửi cho mọi người là một hộp nguyên bản như thế này. Đấy. Nó sẽ bao gồm tất cả ốc và thân của cái chân cũng như là đế. Tóm lại là sẽ đủ hết ở trong cái hộp này. Thì là em sẽ đi chi tiết về các cái kích thước cũng như là các cái thông số của cái chân này nhá, rồi tí nữa em sẽ hướng dẫn qua cho mọi người lắp đặt cũng như là cho mọi người xem các cái phụ kiện đi kèm. Đây. Đây. Đầu tiên nó là cái chân 70 nhá, thì mọi người nhìn giúp em này. Đấy. Mặt trước mặt trên đấy thì có chiều ngang là chiều dài là 23 phân, được chưa? Đấy. Chiều ngang là 17 phân rưỡi. Đấy. Được chưa? Đây là mọi người để loa Buxell cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Thì mọi người xem xong cái loại 60 phân hay loại 70 phân để cái loa nào nó hợp lý với loa nhà mình thì mọi người mua cái loại đấy nhé. Và lưu ý là làm sao mà để nó cái loa nó hơi chìa ra ngoài một chút, nó che được cái chân này đi thì là đẹp nhất. Được chưa? Ở đây thì đây cho mọi người nhìn. Đây nó làm bằng sắt này. Và được mạ không phải mạ, đây là sơn tĩnh điện. Đấy. Sơn này là sơn mờ rất là đẹp. Người ta có tặng kèm cho chúng ta là một cái túi này, nó có 8 cái miếng dán để chống rung. Chúng ta dán 4 cái ở trên. Rồi. Đấy. Mỗi cái chân này thì có 4 cái miếng dán nhá. Miếng dán màu đen thì chúng ta bóc ra và dán vào. Thì thôi thì đây em không bóc ra nữa. Tất cả đều được tháo rời. Còn đây bên này là chân 60 phân. Thì kích thước trên mặt đế nó cũng vậy. Đó là 17,5 và 23. Đấy. Chất liệu đều là như nhau. Cho mọi người xem về cái đế. Đây, cái đế. Quay chi tiết này thì là cái chiều sâu của cái đế là 28 phân. Đấy. 28 phân. Và chiều ngang. Chiều ngang ở cái đoạn này là được 20,5. Với cái thiết kế là ba cái trụ này. Đấy. Cái này thì bằng sắt rỗng. Đây là chắc chắn. Cái này thì bí quá là chúng ta có thể ngồi lên cũng được. Đấy, vì nó rất là chắc. Tí này em sẽ thử cho mọi người xem. Mặt đế thì là thiết kế 4 chân đinh chống rung. Cái này thì chúng ta có thể là xoáy ra. Đây này. Đấy, tất cả đều bằng kim loại mạ. Rất là đẹp. Nặng. Một bộ chân này khoảng 13 cân. Đấy. Một cặp chân này khoảng 13 cân. Cái này thì chúng ta nó có một cái con này là con gì nhỉ? Cái tăng để cho chúng ta hạn chế cái việc ví dụ như nó cập kênh ấy, chúng ta có thể là tăng giảm ở một cái chân nào đó. Đấy. Để làm sao mà lắp nó không bị cập kênh. Trong cái trường hợp ví dụ như cái nền nhà chúng ta nó không bằng phẳng đấy thì có thể là xử lý bằng cái việc tăng hoặc giảm cái này ra. Đấy. Mọi người nhìn này, rất là đẹp. Độ tỉ mỉ và thẩm mỹ rất là cao. Đây, em đo qua về cái chân, về cái đinh cho mọi người nhìn nhé. Đấy, cả chiều dài của cái đinh này là 4,5 phân. Được chưa? Đấy. Đây, mặt đế dưới này.
được bắt bằng ba con ốc vít. Và mọi người lưu ý nhá, là cái lục giác này thì người ta cũng đã tặng kèm cho chúng ta. Đấy, về chúng ta chỉ việc lắp thôi. Đâu, cái lục giác đây. Đây, đây là cái lục giác thì người ta đã tặng kèm cho chúng ta rồi, cứ thế về mà lắp thôi. Đấy, rất là đơn giản. Cái này thì mọi người nếu ai không biết lắp thì bên em sẽ hỗ trợ gọi qua video. Đây là cái tờ hướng dẫn này. Được chưa? Đây là chân 70 này. Đây là chân 60 này. Đây mọi người xem, cái này thì cực kỳ chắc chắn, đây chúng ta có thể ngồi lên đây. Như mọi người nhìn thấy là em đang ngồi lên cái chân này, không vấn đề gì hết, rất là chắc. Có lẽ là dùng khi nào mà loa hỏng, nhưng mà chân thì còn lâu nó mới hỏng được. Cái đế này nó rất dày, mọi người nhìn. Em có thể đo cho mọi người xem. Đây, cái này là vừa đấy chúng ta này, em lắp đặt thì nó bị xước một chút này. Đấy, không tránh được. Đây nhá. Cái thép này mặt đế dưới là dày 5 ly luôn. Đấy. Rất là dày, rất là chắc. Cái ở trên thì nó mỏng hơn. Ở trên thì chắc là khoảng 2 ly. 3 ly. Đấy. Mặt ở trên thì 3 ly. Và độ dày ở dưới là 5 ly. Nhìn rất là sang, đẹp. Bây giờ là em sẽ mở một cái thùng ra để cho mọi người xem các cái phụ kiện đi kèm nhá. Đây là một cái thùng mới này, nguyên này. Chân này có tên là chân T360, còn chân mà K70 phân thì nó ghi là T370. Đấy, T370. Đây loại 70 phân, loại 60 phân là T360. Cái này là toàn chữ Trung Quốc thì em cũng không biết được là phải đọc nó như nào, thì mọi người ai hiểu thì dịch giúp em đấy nhá. Ai hiểu chữ Trung Quốc thì dịch luôn dưới phần bình luận giúp em với, để có ai hỏi thì em mới biết đường trả lời. Đây, đóng hóa khóa rất là cẩn thận này. Chân dẫn này, sốt chèn này. Đấy. Thì đây là có hai cái chân đằng sau này. Đấy. Một cái chân chính này rất là to. Đây để em đo cho mọi người xem là cái này được bao nhiêu phân. Bán kính đây cho mọi người nhìn cái thân ở bên trong. Đấy. Cái này thì mọi người lưu ý nhá, chúng ta có thể luồn cái dây loa qua đây, có nghĩa là lắp cái loa bút xeo luồn qua đây, sau đó vòng xuống dưới thì nhìn nó rất là gọn. Khi lắp đặt thì lưu ý là luồn cái dây qua cho nó đẹp. Của nó là 7 phân rưỡi. Đấy. Đường kính của cái ống to. Đấy. Bọc rất là cẩn thận luôn. Đây. Ở đây thì có ốc này. Ốc này là để bắt mặt trên này. Đấy. Mặt trên này. Sẽ là 6 con ốc của hai bên bắt mặt trên. Sẽ là 6 con to hơn để bắt ở đế dưới. 8 cái cao su để chống rung. Và 8 cái chân đinh. Đấy. Chân rất là nặng. Và cái đây là mặt đế dưới này. Các bạn mọi người cân
em áng chừng nó phải tầm 2,5 cân, 2,5 cân 3 cân đấy, rất là nặng. Và hai cái đế trên đấy, nó nặng nhất ở cái đế này, rất là chắc chắn là một cái loa của chúng ta để yên tâm, không bao giờ đổ, rất là khó đổ cái chân này. Đấy. Rồi cái này tí lại sẽ cất lại sau. Vâng, vừa rồi là em giới thiệu về cái chân loa 60 và 70, model là T360 và T370. Thì bây giờ em báo giá luôn nhé. Cái giá của cái chân loại 60 phân là 1.650.000 và cái chân 70 phân là 1.750.000. Đấy. Và giá này thì tại thời điểm này, còn ví dụ như mọi người xem video mà một năm sau nữa thì giá nó có thể biến động, thì mọi người cứ liên hệ lại với bên em đấy, qua cái số điện thoại là 0777 300 400 và 0987 630 409. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người.